Tiếp theo phần trước lại nói những viên tinh xa phá không vù vù ngày một lớn, dần thành những quả tinh cầu khí thế dọa người. Âm Phiền Huyên thân hình lắc nhẹ, đồ đằng văn bao quanh người biến thành một tấm lá chắn lưu quang. Người thoát được mới lá. Trên vai Khoa Phụ Cẩm, Phong Vô Kỵ hừ lạnh. Đính, 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 đính. Ánh sáng truyền tống đột nhiên bị đứng yên giữa không trung. Âm Phiền Huyên kinh hãi, cảm thấy không gian bị đóng băng. Không gian đồ đằng văn không còn tác dụng gì. Vô Kỵ tiên sinh này nói công pháp mồm lợi hại, ta vốn tưởng hắn tự cười bản thân, không ngờ đúng là hắn có vẻ phần bản lĩnh đấy. Những viên tinh xa phía sau biến thành tinh cầu vô cùng hiểm ác. Âm Phiền Huyên hét lớn một tiếng, đánh bật tiên tiên thần âm của Phong Vô Kỵ, truyền tống lưu quang bỗng chốc tăng tốc. Phong! Trên cổ Phong Vô Kỵ mọc ra hai cái đầu bản ngao, hắn lên tiếng nói. Đính, trong, lạc, phân, lôi, vũ, thuẫn, băng, loạn, thủy, hóa, chấn. Các loại tiên thiên thần âm vọng ra. Âm Phiền Huyên cảm thấy không gian lại bị phong ấn, cố định nàng ở trên không trung, rồi năng lượng vô biên áp xuống người, khiến cho nàng thân bất do kỷ rơi về phía thiên hà. Cùng lúc đấy, trong cơ thể của nàng cháy thần hỏa, trên đỉnh đầu là đô đình đánh xuống nàng. Lại có nước lớn, mưa lớn ập tới, không gian biến dạng, đánh bay nàng lên, giống như đập phải ngọn núi vô hình, rồi bị tấm lá chắn đè nén, tu vi rối loạn. Trong không gian lại có trận pháp tự hình thành, khiến cho nàng bị loạn bộ pháp, không thể thoát thân. Đây là công pháp gì vậy? Lời ra là công pháp hình thành, đúng là lợi hại. Âm Phiền Huyên kinh ngạc, dùng pháp lực tự thân phá vỡ phong tỏa, bình định lôi vũ thủy hỏa, xung phá phong cấm, phá vỡ trận thuẫn. Đang định thoát ra ngoài thì những quả tinh cầu kia lao tới. Âm Phiền Huyên di chuyển liên hồi để tránh tinh cầu, suýt thoát được thì đột nhiên thấy Khoa Phụ Cẩm thò tay tới. Vị thần hoàng này thân hình càng thêm to lớn vĩ đại, một tay đưa ra, trong bàn tay là các viên tinh xa. Âm Phiền Huyên rơi vào bàn tay của vị thần hoàng này, nhìn quanh vô cùng kinh hãi. Những viên tinh xa đó biến thành các quả tinh cầu bốc cháy, xoay quanh phong tỏa không gian. Những quả tinh cầu này không ngừng bùng cháy, liên tục dồn vào trung tâm, muốn nghiền nát nàng và Trung Nhạc. Thần hoàng dù gì cũng là thần hoàng. Khoa Phụ Cẩm là nữ tử, nhưng thực lực còn mạnh hơn Khoa Phụ Mẫu. Thần thông quảng đại, một chiêu thi triển ra vô cùng bá đạo, trực tiếp vây khốn Âm Phiền Huyên. Đây chính là chiến lực của thần hoàng. Âm Phiền Huyên tuy là nhất nhì trong thần minh, thậm chí có thể nói là vô địch trong cùng cảnh giới, chưa từng bị thất bại, nhưng đối mặt với thần hoàng thì nàng vẫn thua kém rất nhiều. Cho dù nàng tài hoa thâm hậu, cho dù là tư chất hơn người, cho dù thánh linh thể có đại đạo thân hòa lực không gì sánh được, nhưng cũng không thể vượt qua khoảng cách cảnh giới mà chống lại được thần hoàng. Thực lực của thần hoàng thực sự quá mạnh mẽ, quá khủng bố. Tay còn lại của Khoa Phụ Cẩm giơ lên đập vào bàn tay này. Âm Phiền Huyên trong lòng tuyệt vọng, ngẩng lên nhìn thì đại đạo lan tỏa trong lòng bàn tay, giống như dãy núi vạn dặm gập ghềnh che khuất bầu trời, căn bản không thể thoát được, không còn đường sống nào. Phiền Huyên, giao tinh thần lực của ngươi cho ta. Trong quầng sáng sau đầu nàng, Trung Nhạc mệt mỏi nói, giờ tinh thần lực của ta không đủ, cho ta mượn của ngươi. Âm Phiền Huyên cựng người một chút rồi thả lỏng, chọn cách tin tưởng hắn. Tinh thần lực của Trung Nhạc tràn tới, dung hòa vào tinh thần của Âm Phiền Huyên. Thân thể hai người khẽ run lên, lập tức có một loại cảm giác kỳ diệu lan tỏa. Đó là sự tiếp xúc hoàn toàn của tinh thần, liên kết chặt chẽ, tinh thần hai bên hòa lẫn, cộng hưởng vui vẻ, gần như có thể đạt tới sâu thẳm trong tâm linh, khiến linh và hồn run lên, nguyên thần cũng run rẩy. Âm Phiền Huyên không kịp hồi tưởng lại, đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình cạn kiệt. Trong quầng sáng sau đầu, Trung Nhạc đứng dậy, giơ cao Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Một chùm sáng nghìn vạn dặm bắn ra, khẽ rung lên một cái, xuyên qua bàn tay của Khoa Phụ Cẩm. Chùm sáng này sau khi xuyên qua bàn tay Khoa Phụ Cẩm, chiếu ngay lên mặt của nàng. Khoa Phụ Cẩm cựng người, đột nhiên gương mặt bốc hơi sạch sẽ, đại não tan biến, xương sọ phía sau xuyên thủng, đầu xuất hiện một cái lỗ lớn xuyên từ trước ra sau. Vì thần hoàng này khó khăn vặn vẹo cái đầu, nhục thân mất kiểm soát, loạng choạng nghiêng ngả rơi xuống thiên hà. Trong lòng bàn tay của nàng ta, Âm Phiền Huyên đứng không vững, thấy tinh cầu bay loạn đập vào nhau, nàng vội thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh truyền tống đi, cuối cùng cũng ra khỏi lòng bàn tay của Khoa Phụ Cẩm trước khi thi thể nàng ta rơi xuống thiên hà. Trên vai của Khoa Phụ Cẩm, Phong Vô Kỵ thất thanh kêu lên,
vội bay người lên, ba cái đầu liên tục hét lớn, phá không lao tới, đáp xuống người khoa phụ mẫu rồi hét lớn: "Mau, mau đi thôi." Khoa phụ mẫu không chút nghĩ ngợi, phóng người bay lên, ngay trước khi kính quang kịp chiếu tới, đã nhảy ra mấy mươi vạn dặm, nhảy lên một quả tinh cầu đang lúc bành trướng, sau đó lại phóng người nhảy một cái, giống như một con cóc lớn, không ngừng nhảy nhảy nhót nhót đi xa. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng ngầm một tiếng, đánh vỡ hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Khoa phụ mẫu chạy ra không biết bao xa, rời xa thiên hà, quay đầu nhìn lại, thấy đạo kính quang kia cũng không có truy sát tới, lúc này mới dừng lại, kinh hồn chưa định. Trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một cỗ bi ai, mở miệng gào khóc: "Đại tỷ đã chết rồi, ta và tên dịch tiên sinh này tuyệt không đội chung trời, thề, ta thề phải bầm thây hắn thành vạn mảnh." "Im miệng." Phong Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm: "Lần này quả thật thất sách mà. Vị tồn tại kia để ta mời một vị phục khi xuất thú bắt giữ trung sân thí, mời ra Phong Thanh Vũ. Kết quả cái tên Phong Thanh Vũ kia ỷ vào chính mình là đế quân chuyển thế, đã xem thường trung sân thí, bị thua không biết sống chết như thế nào. Hiện tại ta không còn mặt mũi nào mà trở về bàn giao với vị tồn tại kia. Phải làm gì đây?" Khoa phụ mẫu giận dữ hét lớn: "Vô Kỵ tiên sinh, ta nhất định phải báo thù cho đại tỷ." "Báo thù cho khoa phụ cấm là chuyện nhỏ, làm sao hoàn thành nhiệm vụ của vị tồn tại kia mới là chuyện lớn kìa. Ta có thể ném đi mặt mũi, thế nhưng mặt mũi của sư tôn ta lại ném không được." Ánh mắt của Phong Vô Kỵ chớp động, cắn răng nói: "Đều là do tên Phong Thanh Vũ kia tùy tiện làm bẫy, nếu hắn chịu chậm lại một bước bắt giữ trung sân thí chính là dễ như trở bàn tay. Hắn hết lần này tới lần khác tự cho rằng bản lĩnh chính mình siêu quần bạt túy, lại không biết bản lĩnh của trung sân thí cũng cực kỳ siêu quần. Sự lợi hại của hắn ta chính là biết rõ ràng nhất kìa." Khoa phụ mẫu cao mày nói: "Vô Kỵ tiên sinh, hiện tại phải làm gì đây? Phong Thanh Vũ không biết sống chết, chúng ta cũng khó báo cáo kết quả với phục kỳ thí của thế ngoại chi địa." Phong Vô Kỵ lấy lại bình tĩnh suy tư nói: "Hiện tại chỉ có thể lại tới thế ngoại chi địa nói cho đám phục khí kia biết tin tức này." Khoa phụ mẫu thất thanh nói: "Trở về chẳng phải là tìm chết hay sao? Phong Thanh Vũ không biết sống chết, không biết nơi hạ lạc, đám phục khí kia biết được chuyện khẳng định là sẽ giận chó đánh mèo giết chết chúng ta. Chúng ta trở về báo tin, bọn họ hơn phân nửa là sẽ giết chết chúng ta. Huống hồ chúng ta không có sắc lệnh của vị lão gia kia, làm sao có thể tiến vào thế ngoại chi địa đây?" Phong Vô Kỵ mỉm cười nói: "Phục khí của thế ngoại chi địa sẽ không dám hạ thủ với chúng ta đâu. Về phần sắc lệnh, ta cầu sư tôn ta viết thêm một tấm là được. Ngươi đi tìm Thiên Tiên nương nương, bất luận thế nào nhất định phải buộc nữ nhân này giúp ta. Nếu nàng không đáp ứng, giết sạch nhân tộc dưới trướng nàng cho ta. Ta đi đổ Úc Cung một chuyến rồi sẽ về." Khoa phụ mâu xưng vâng vội vàng rời đi. Phong Vô Kỵ thì đi tới Đổ Úc Cung, trong lòng thầm nghĩ: "Đổ Úc Cung quá xa, sợ rằng đi về phải tốn thời gian mấy năm. Cũng được, liền để cho ngươi khoái hoạt thêm mấy năm vậy." Lúc này trên không trung thiên hà, uy năng của Thiên Nguyên Luân Hồi Kính dần dần tiêu tán. Trung Nhạc tản đi tinh thần lực, cảm thấy đại não trống rỗng. Tinh thần lực của hắn vốn dĩ đã tiêu hao 7-8 phần, mặc dù có tinh thần lực của Âm Phiền Huyên chống đỡ, nhưng hiện tại tinh thần lực thiếu chút nữa cũng đã khô kiệt. Tinh thần lực của hai người tách ra, Âm Phiền Huyên cảm thấy loại cảm giác vui sướng kia biến mất, trong lòng thoáng cảm thấy hụt hẫng, thất lạc. "Dịch tiên sinh, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, sao thần ma dưới trướng ngươi lại xưng ngươi là Trung lão gia?" Âm Phiền Huyên đột nhiên hỏi. Trung Nhạc bình thản nói: "Dịch tiên sinh chỉ là cái tên giả của ta mà thôi. Ta vốn dĩ họ Trung, chỉ là ở hạ giới đã chọc ra sự tình quá lớn, không tiện hành sự tại tinh vực Tử Vi, cho nên mới dùng tên giả là Dịch Phong." "Nói như vậy, đây cũng không phải là chân diện mục của ngươi sao?" Âm Phiền Huyên đột nhiên nói: "Ngươi có thể lộ chân diện mục cho ta xem được hay không?" Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút, cuối cùng cũng khôi phục lại diện mạo chân chính. Âm Phiền Huyên cẩn thận quan sát hắn, sắc mặt ửng đỏ, mỉm cười nói: "Ngươi so với Dịch tiên sinh có thêm một phần dã tính và biêu hãn, lại thiếu đi một phần ôn nhu nho nhã, thế nhưng cũng không tính là khó coi." Trung Nhạc cười ha hả một tiếng, lại biến thành bộ dạng Dịch tiên sinh, rồi thản nhiên nói: "Chỉ là một cái thân phận mà thôi."
Âm Phiền Huyên lại cẩn thận quan sát hắn, lên tiếng nói: "Diện mục chân thật của ngươi càng có thể mang tới cho ta một loại cảm giác chân thật, cảm thấy thật sự. Mà Dịch tiên sinh lại có chút thư huyễn, nhìn không rõ ràng, phảng phất như rất gần, lại phảng phất như rất xa, giống như là một vị thế ngoại cao nhân vậy. Ánh mắt Tăng Thương mang tới cho ta một loại cảm giác rất già, rất giả hoạt. Lúc nào người mới có thể khôi phục lại diện mạo chân chính, dùng diện mạo chân chính hành tẩu thế gian đây?" Trung Nhạc trầm mặc không nói lời nào. Âm Phiền Huyên không nói thêm gì nữa, mang theo hắn liên tục truyền tống chạy về phía thiên hà Chi Châu của Âm Khang Thị. Qua một lúc thật lâu, Âm Phiền Huyên tiêu hao quá nhiều, đáp xuống trên một quả tinh cầu, dừng lại nghỉ ngơi. Tinh thần lực của Trung Nhạc đã khôi phục lại vài phần. Nữ tử này cẩn thận quan sát hắn, phốc một tiếng cười nói: "Ngươi lại biến ra chân thân cho ta xem đi." Trung Nhạc nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn khôi phục lại diện mạo chân chính nói: "Ta không thể bại lộ thân phận, nếu như bại lộ liền hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Ngươi sau khi xem xong, ta còn phải biến trở lại thành Dịch tiên sinh." "Ta biết rồi." Âm Phiền Huyên trên dưới cẩn thận quan sát hắn, hiếu kỳ hỏi: "Ngươi ở hạ giới đã phạm vào chuyện gì? Là vì thân phận phục khí của ngươi hay sao? Đây là chân thân của ngươi, phục khí cũng là chân thân của ngươi. Chân thân phục khí của ngươi là bộ dáng gì?" Trung Nhạc có chút đau đầu, lại biến thành Dịch tiên sinh nói: "Ta ở hạ giới là đệ nhất tội phạm truy nã trong 3000 lục đạo giới. Hạ giới phát hiện ta là phục khí, đã bẩm lên Tử Vi Đế Tinh, báo cho Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân biết được." Âm Phiền Huyên mỉm cười nói: "Lá gan của ngươi thật lớn, không ngờ lại dám đầu nhập vào dưới trướng của Tiên Thiên Đế Quân. Diện mạo chân chính của ngươi cũng không tệ." Trung Nhạc khẽ rên lên một tiếng, không nói tiếp nữa. Âm Phiền Huyên cũng biết chính mình nói có chút nhiều, vội chuyên tâm khôi phục tu vi pháp lực, một lần nữa mang theo Trung Nhạc chạy về Thiên Hà Chi Châu. Rất nhanh, hai người đã về tới bên ngoài của châu, chỉ là Âm Phiền Huyên cũng không còn pháp lực dư thừa. Nữ tử này thông chi tộc nhân, không bao lâu liền có lô thuyền từ trong Thiên Hà Chi Châu lái ra, tiếp bọn họ trở về. "Con rể, tình hình chiến đấu như thế nào?" Âm Phụ Khang đi ra nghênh tiếp, cười ha hả nói: "Người đánh một trận với Phong Thành Vũ có phân ra thắng bại hay không?" "May mắn không làm nhục mệnh." Trung Nhạc không người mỉm cười nói: "Hắn không phải là đối thủ của ta." Âm Phụ Khang vươn tay vô vỗ bờ vai của hắn, tán thưởng nói: "Con rể của ta do ta chọn, tự nhiên là cường giả nhất đẳng. Tiểu tử kia tự nhiên không phải là đối thủ rồi. Ồ, mà ngươi bị thương sao? Bị thương thì phải an tâm dưỡng thương. Trong Âm Khang Thị ta có rất nhiều thần đan, người chắc chắn sẽ có thể rất nhanh vui vẻ mà hoạt bát trở lại." Trung Nhạc nói cảm ơn, Âm Phụ Khang sai người lấy ra các loại thần đan để bản thân hắn tự lựa chọn. Trung Nhạc chọn mấy loại thần đan trị liệu thương thế trong nguyên thần, sau đó bắt đầu bế quan an dưỡng. Âm Phiền Huyên lại thay hắn truyền thụ pháp môn phá giải phong ấn huyết mạch Âm Khang Thị cho các tộc nhân, để cho các tộc nhân tự động phá giải phong ấn. Trên dưới Âm Khang Thị nhất thời vui mừng vô hạn. "Âm Khang Thị ta mặc dù bị nhốt trong Thiên Hà Chi Châu không thể lên bờ, nhưng cũng là một chuyện tốt, sẽ không bị cuốn vào trong chiến đấu tranh bá thiên hạ. Hiện tại có thể mở ra phong ấn, nhưng lại bị cuốn vào trong trận phân tranh này, sợ rằng sẽ có không biết bao nhiêu tộc nhân vì vậy mà mất mạng." Âm Phiền Huyên nhìn đám tộc nhân vẫn còn đang vui mừng hớn hở này, trong lòng thầm nghĩ: "Đây rốt cuộc là chuyện tốt hay là chuyện xấu đây?" Nàng đi tìm Âm Phụ Khang nói: "Phụ thân, Âm Khang Thị ta mở ra phong ấn huyết mạch, sợ rằng sẽ bị liên lụy vào trong loạn cuộc. Chúng ta có nên phong tỏa Thiên Hà Chi Châu, để cho tộc nhân không thể ra ngoài, không thể lên đất liền hay không? Như vậy sẽ có thể bảo toàn bản thân." Âm Phụ Khang lắc đầu nói: "Không có khả năng." "Vì sao?" "Âm Khang Thị ta dù sao cũng là đế tộc, là một thế lực khổng lồ. Tương lai thiên hạ đại loạn, bất luận một phương nào cũng sẽ lôi kéo chúng ta. Bất luận một phương nào cũng đều sẽ phòng bị chúng ta." Âm Phụ Khang không còn chút nào bộ dáng thô lỗ như trước nữa, trở lại thể hiện rõ ràng sự khôn khéo, thản nhiên nói: "Người không gây hóa, hóa cũng sẽ từ trên trời giáng xuống. Chỉ cần Âm Khang Thị ta vẫn còn là đế tộc, vẫn còn là một đại thế lực, sẽ không có khả năng đặt thân ở thế ngoại. Thay vì như vậy, không bằng sớm chuẩn bị một chút đi."
Âm Phần Huyên nhất thời ngẩn ngơ, thất thanh hỏi: Người xem trọng Tiên Thiên Đế Quân, cho rằng hắn có thể đoạt được đế vị hay sao? Âm Phụ Khang lắc đầu: Ta là xem trọng cô gia nhà ta. Về phần Tiên Thiên Đế Quân, giữa hắn và ta cũng không có bao nhiêu giao tình. Âm Phần Huyên có chút suy tư, cuối cùng gật đầu. Cuối cùng chưa qua nửa tháng, thân thế Trung Nhạc hoàn toàn khỏi hẳn. Hắn xuất quan, hắn cảm thấy đại đạo Tiên Thiên Thái Âm và đại đạo Tiên Thiên Thái Dương của chính mình dục dịch xuất động, có xu thế thành hình, trong lòng không khỏi vui vẻ. Tu thành hai loại đại đạo Tiên Thiên này khoảng chừng cũng là thời gian nửa năm. Về phần Tiên Thiên Thần Đạo và Tiên Thiên Ma Đạo, sợ rằng còn cần phải tiếp tục ma luyện thêm nữa. Hắn vừa mới suy nghĩ tới đây, Âm Phiền Huyên đã tìm tới, nhỏ giọng nói lại với hắn những lời nói của Âm Phụ Khang. Trung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, không ngờ gã đại thu hào Âm Phụ Khang này lại có được phần kiến giải này. Hắn không khỏi cảm khái nói: Chủ một thế gia, đa mưu túc trí, không thể xem thường. Trong lòng Âm Phiền Huyên vẫn còn có chút lo lắng, Trung Nhạc có thể nhìn thấy rõ ràng. Hắn nói: Nếu ngươi lo lắng cho an nguy của Âm Khang Thị, ta sẽ viết một bức thư thôi vợ cho ngươi. Ngươi thôi ta sao? Ngươi dám sao? Âm Phiền Huyên cười lạnh lên tiếng: Ta tử ngươi còn không sai biệt, ngươi có thể đánh thắng được ta hay sao? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời buồn bực, nghĩ muốn phản bác lại cảm thấy chính mình quả thật không phải là đối thủ của nàng, lúng ta lúng túng nói: Ta toàn lực ứng phó, triệu hồi thân quá khứ của ta, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta. Âm Phiền Huyên mỉm cười nói: Ta cũng không phải là động tình với ngươi, mà là ta và ngươi đã bái đường thành thân. Hơn nữa, ngươi lại cứu tộc ta, giải trừ phong ấn huyết mạch tộc ta. Âm Khang Thị ta tri ân báo đáp, không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Ta không viết thư từ ngươi, ngươi cũng đừng hòng mà thôi ta. Trung Nhạc suy tư trong chốc lát nói: Ta phải ra ngoài một chuyến, đi tìm một vị sư huynh, sau đó lại đi thăm viếng các tộc. Ngươi lưu lại nơi này, đợi ta một đoạn thời gian. Không, ta đi với ngươi. Âm Phiền Huyên hăng hái bừng bừng, xoay người đi ra ngoài, mỉm cười nói: Thăm viếng các tộc sao có thể tay không mà đi được, tất nhiên là phải dâng lên lễ vật rồi. Âm Khang Thị ta định cư trong thiên hà đã lâu rồi, thiên hà cũng tính là một cái bảo địa, các loại bảo vật ly kỳ cổ quái cái gì cần đều có cả. Ta sẽ bảo cha ta chuẩn bị một chút, chắc chắn sẽ không khiến cho ngươi mất mặt với các tộc đâu. Không qua bao lâu, nàng đã quay trở lại, mỉm cười nói: Cha ta đã chuẩn bị xong lễ vật rồi, hơn nữa còn chuẩn bị một chiếc bảo lễn kia, có thể xuất hành được rồi. Trung Nhạc cao mày nói: Nếu vị sư huynh ta muốn gặp kia nhìn thấy ngươi... Đúng lúc này tiếng chân ngựa đột nhiên truyền tới, cắt đứt lời nói của hắn. Chỉ thấy mấy con hắc kỳ lân thần tuấn lôi kéo một chiếc bảo lễn vô cùng xa hoa đi tới. Lão Ma Hoàng Âm Vân Khang ngồi ở chiếc xe làm sa phu, xung quanh chiếc bảo lễn kia phiêu phù tầng tầng thiên vân, nhật nguyệt treo cao, mặt trời làm đuốc, mặt trăng làm châu, mỹ ngọc trang trí, lưu ly làm song cửa. Trên bảo lễn khảm nạm ba tỏa chư thiên, giống như ba quả viên cầu, trên nhỏ dưới lớn. Bên trong thùng xe, hai bên vách vẽ Âm Khang chư thần đồ, đặt hai chiếc ghế chính tọa. Trên vách xe phía sau treo cao thần cung và bảo kiếm. Trong bốn góc xe có bốn tôn bạch hạc yêu thần của yêu tộc, miệng ngậm lư hương, có một chân đứng ở bốn phương. Trong xe đốt chính là trầm hương, mạn thần hương, có công dụng dưỡng thần. Trần xe lại có thể mở ra, khi mở ra chính là mũi xe dâng lên, vô số nhật nguyệt bảo châu đủ loại màu sắc vắt ngang trên đấy, cực kỳ sang quý. Trung Nhạc nhìn chiếc bảo lễn mà kinh thán không thôi. Âm Phiền Huyên cùng hắn tiến vào bảo lễn. Âm Vân Khang quát lớn một tiếng, hắc kỳ lân kéo theo bảo lễn chạy ra khỏi thiên hà chi châu. Trong lòng Trung Nhạc vẫn còn trái lo phải nghĩ, hắn lên tiếng nói: Phiền Huyên, sau khi tới chỗ của sư huynh ta, ngươi không cần lên núi, cứ lưu lại ở dưới chân núi đi. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không được lên núi. À đúng rồi, vị sư huynh thiên tài đã bị bắt cóc của tộc ngươi kia, tên gọi là gì vậy? Vị sư huynh bị tên điên áo trắng kia bắt đi hay sao? Âm Phần Huyên nghiến răng nghiến lợi nói: Hắn tên là Âm Thập Huyền, chính là một trong những thiên tài có thiên phú cao nhất của tộc ta. Hắn vừa mới chạy lên bờ đã bị tên điên áo trắng này bắt cóc đi mất rồi, thật là đáng ghét mà. Trung Nhạc cảm ứng vị trí phân thân của chính mình, sau đó để cho Âm Vân Khang điều chỉnh phương hướng. Phong Hữu Trung bình thường cũng không dừng lại quá lâu tại trong một cùng địa phương, cứ đi qua một đoạn thời gian sẽ đổi sang một chỗ khác. Một mặt
là thuận tiện chính mình bắt cóc cường giả các tộc để nghiên cứu, một mặt khác cũng là để ẩn giấu tung tích, tránh cho bị người khác phát hiện. Hắn mặc dù điên cuồng say mê nghiên cứu, nhưng vẫn là cực kỳ coi trọng đối với an toàn của chính mình. Trôi qua nửa tháng đằng đẵng, bảo lĩnh chư thiên Hắc Kỳ Lân chạy tới dưới một ngọn thánh sơn không quá bắt mắt. Âm Vân Khang giơ tay chấn vang chuông thông báo treo dưới mái hiên bảo lĩnh, tiếng chuông vang vọng khắp thánh sơn. Sắc mặt Trung Nhạc đại biến, vội vàng từ trong bảo lĩnh vươn tay ra để lại chuông thông báo, tiếng chuông nhất thời dừng lại. Vân Khang thúc phụ, những địa phương khác có thể gõ chuông thể hiện thân phận, nơi này thì không cần đâu. Trung Nhạc lấy lại bình tĩnh, bước ra khỏi bảo lĩnh, đi lên trên núi nói: các người lưu lại chỗ này, ta đi gặp sư huynh. Gặp sư huynh của chính mình có cần cẩn thận như vậy không? Âm Vân Khang lắc đầu cực kỳ khó hiểu. Âm Phiền Huyên cũng có chút nghi hoặc nói: phu quân trước giờ không sợ trời, không sợ đất, ta vẫn là lần đầu tiên thấy hắn có chút kính sợ vị sư huynh này của chính mình. Tựa hồ hắn lo lắng sư huynh của hắn sẽ có bất lợi đối với chúng ta thì phải. Âm Vân Khang gật đầu nói: quả thật có chút kỳ quái. Trung Nhạc leo lên thánh sơn, tự mình tiến vào Linh Ngọc Cung, tìm thấy Phong Hữu Trung, hắn mỉm cười nói: sư huynh, ta có một kiện bảo bối muốn cho ngươi đấy. Phong Hữu Trung một thân áo trắng kinh ngạc nói: ngươi đã nói là bảo bối, vậy khẳng định không phải là tầm thường, mau lấy ra cho ta nhìn một chút đi. Trung Nhạc lấy cái đầu và thân thể của Phong Thanh Vũ ra nói: ngươi không phải vẫn luôn nhớ mãi không quên nhục thân và nguyên thần của ta hay sao? Hiện tại ta mang tới cho ngươi một tên phục hy thần huyết, ngươi xem coi thế nào. Ánh mắt Phong Hữu Trung sáng ngời, cầm lấy cái đầu của Phong Thanh Vũ, vươn tay ra lau một cái, đã lau đi phong cấm do Trung Nhạc bày ra, đặt cái đầu lên trên nhục thân của Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ cực kỳ sợ hãi, cảm thấy cái đầu của chính mình mặc dù đã quay trở lại trên thân thể, nhưng tu vi pháp lực toàn thân đều đã bị cấm cố, không thể động đậy. Hắn lạnh lùng nói: các người muốn làm gì? Các người có biết ta chính là phục kỳ của thế ngoại chi địa? Phục kỳ thế ngoại chi địa chúng ta cường giả vô số, người cấu kết với phục kỳ thì... Tâm niệm Phong Hữu Trung khẽ động, từng sợi dây xích bay ra quấn lấy cổ tay, cổ chân của hắn, treo ngược hắn lên. Phong Hữu Trung không ngừng đi xung quanh, cẩn thận quan sát hắn, giống như đang quan sát một kiện bảo vật yêu thích vậy, không ngừng xuýt xoa tán thán: có thể chơi đùa 1-2 năm, bất quá vẫn không có lực hấp dẫn bằng ngươi được. Phong Hữu Trung quay đầu lại cực kỳ nghiêm túc nói: nguyên thần của hắn không phải là nguyên thần phục khí, còn thiếu một chút thần vận. Sư đệ, nguyên thần của ngươi... Trung Nhạc quả quyết nói: không được không được, không thể đưa nguyên thần của ta cho ngươi nghiên cứu được. Sư huynh, trong nhục thân của hắn chất chứa hết thảy huyền bí của nhục thân phục khí thần tộc, đã đủ để cho ngươi nghiên cứu một đoạn thời gian. Càng quan trọng hơn chính là hắn tinh thông 17 loại công pháp đế cấp kìa. Sao? 17 loại công pháp đế cấp sao? Phong Hiếu Trung không khỏi kinh ngạc tán thán, không tiếp tục dụ dỗ Trung Nhạc công hiến ra nguyên thần của chính mình nữa, mà xoay đầu lại tiếp tục quan sát Phong Thanh Vũ, không ngừng tán thán nói: hắn không chịu nói phải không? Không chịu nói mới chơi vui à. Ta càng thích phân tích pháp tắc đại đạo, phân tích qua văn đồ đằng, phân tích ký ức linh hồn của hắn. Mỗi một cái phát hiện cũng có thể khiến cho ta vui vẻ suốt nửa ngày. Phong Thanh Vũ không khỏi liên tục dùng mình mấy cái, run giọng nói: người rút cuộc là ai? Người có biết la lịch của ta? Trung Nhạc giơ tay lên muốn phong ấn miệng của hắn lại, nhưng Phong Hữu Trung đã ngăn lại, cười ha hả nói: đừng phong ấn, ta yêu thích lúc nghiên cứu nghe được tiếng kêu la thảm thiết của bọn họ. Dù sao cũng không phải là giải phẫu thi thể, hơn nữa ta còn muốn tra hỏi cảm thụ của bọn họ để mà ghi chép lại. Trung Nhạc cũng không khỏi dùng mình một cái, trong lòng thầm nói: đây là cái yêu thích quỷ dị gì vậy? À đúng rồi, vừa rồi dưới chân núi có tiếng chuông vang vọng, còn có hai người lưu lại nơi đó, bọn họ là ai vậy? Phong Hữu Trung đang cẩn thận quan sát Phong Thanh Vũ, đột nhiên mở miệng hỏi, trong lòng Trung Nhạc nhất thời căng thẳng, lặng lẽ nói: là nội tứ và thúc phụ của nội tứ. Người đã thành thân rồi sao? Phong Hữu Trung kinh ngạc quay đầu lại, mỉm cười nói: người thành thân sao lại khẩn trương như vậy? Tim cũng đập loạn mất nửa nhịp rồi, đây là chuyện tốt à? Thê tử của ngươi xem như là đệ muội của ta, sao không mời nàng lên đây? Ta mặc dù say mê nghiên cứu đạo, nhưng cũng là người biết lễ nghi. Lần đầu tiên gặp mặt đệ muội, ta ít nhất cũng phải cấp cho một chút lễ gặp mặt mới phải.
Không cần đâu. Trung Nhạc nhấp nháy mắt, mỉm cười nói, trong cung của ngươi có cất chứa thân nhân của nội tứ, vạn nhất để nàng nhìn thấy liền không tốt đâu. Sư huynh, nội tứ là âm khăng thị, tôn ma thần âm khăng thị mà ngươi đã bắt giữ kia, có thể để cho ta mang đi được hay không? Ma thần âm khăng thị sao? Phong Hiếu Trung suy tư nói, ngươi nói chính là gã ma thần phòng số 720 kia hay sao? Trên người hắn có chút bí mật, là một loại phong ấn huyết mạch. Mấy ngày nay ta đang nghiên cứu nhục thân của tiên thiên thần ma, vốn dự định qua một thời gian nữa lại tới nghiên cứu hắn, tìm biện pháp mở ra phong ấn huyết mạch. Nếu ngươi mang hắn đi... Trung Nhạc vội vàng nói, phong ấn huyết mạch của âm khăng thí đã bị ta giải khai rồi, ta truyền thụ cho ngươi là được. Dứt lời liền truyền thụ cho Phong Hiếu Trung phương pháp phá giải phong ấn huyết mạch của âm khăng thị mà chính mình đã tìm ra. Người có chút cổ quái. Phong Hiếu Trung cẩn thận quan sát hắn, mỉm cười nói, nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Bất quá nếu ngươi đã đưa cho ta tên phục kỳ này, vậy thì tùy ngươi thôi. Hắn dẫn Trung Nhạc đi tới phòng số 720. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái bụng của âm thập huyền đã bị mổ ra, thậm chí ngay cả đuôi cá cũng bị phân giải thành từng lát cắt mỏng. Không trung bốn phía là cấn các loại hoa văn đồ đằng, huyết mạch, còn có rất nhiều pháp môn diễn toán. Hiển nhiên, Phong Hiếu Trung chỉ mới thoáng nghiên cứu một chút, đã bị nhục thân của tiên thiên thần ma hấp dẫn, vẫn chưa tiếp tục thâm nhập nghiên cứu. Trung Nhạc thấy âm thập huyền trận to cặp mắt, cực kỳ hung ác, nhìn chằm chằm chính mình và Phong Hiếu Trung, vừa vàng mỉm cười nói, xin sư huynh hãy xóa đi toàn bộ ký ức của hắn ở nơi này. Không xóa đi thì tốt hơn, có thể trợ giúp cho hắn tu luyện tâm tính. Bất quá nếu ngươi đã yêu cầu, ta xóa đi là được. Phong Hiếu Trung phất tay một cái, âm tập huyền lập tức lâm vào hôn mê. Phong Hiếu Trung vươn tay ra, kẹp nhẹ chỗ mi tâm của âm tập huyền, rút ra ký ức trong linh hồn và đại não của hắn. Sau đó lại vung tay một cái, vô số hình ảnh ký ức hiện ra. Phong Hiếu Trung xóa đi hết thảy ký ức của âm tập huyền về tất cả mọi thứ ở nơi đây, sau đó nhét những ký ức còn lại vào trong linh hồn và đại não của hắn, rồi mỉm cười nói, người chờ trong chốc lát, ta lắp ráp thân thể và nguyên thần của hắn trở lại như cũ đã. Sau một hồi, âm tập huyền đã hoàn chỉnh tổ hợp lại một chỗ, vẫn như cũ còn đang hôn mê. Trung Nhạc vung tay lên thu hắn vào trong bí cảnh nguyên thần, rồi lên tiếng, sư huynh, ta việc vặt rất nhiều, xin cáo từ trước vậy. Phong Hiếu Trung gật đầu, Trung Nhạc lập tức xoay người rời đi. Kỳ quái, phu nhân của hắn quả thật lợi hại, không ngờ lại dùng âm luật giúp hắn trấn áp sự đau đớn của nguyên thần. Phong Hiếu Trung thấp giọng nói, loại thủ đoạn này rất được á. Trung Nhạc bước nhanh xuống núi, đi vào trong bảo lễn Hắc Kỳ Lân, thấp giọng nói, đi thôi. Âm Vân Khang liền thôi động bảo lễn chư thần Hắc Kỳ Lân, đánh xe rời khỏi ngọn thánh sơn này, lên tiếng hỏi, cô gia, hiện tại chúng ta đi đâu đây? Gần đây nhất là địa bàn của đế tộc nào? Trung Nhạc hỏi, Kim Đề Thị. Âm Vân Khang nói, Kim Côn của Kim Đề Thị cũng từng tới âm khang thị ta, cô gia có còn nhớ không? Trung Nhạc gật đầu nói, vậy thì đi Kim Đề Thị. Vân Khang thúc phụ tới cách thánh địa Kim Đề Thị 3000 dặm thì liền gõ chuông. Âm Vân Khang không hiểu ý hắn, gật đầu xưng vâng. Mặc dù Kim Đề Thị gần nơi này nhất, nhưng đối với địa phương rộng lớn mênh mông như là đế tinh, khoảng cách cũng là cực kỳ xa xôi. Cho dù tốc độ của bảo lễ Hắc Kỳ Lân cực nhanh, cũng đã hao tốn thời gian mấy ngày mới tiến vào lãnh địa của Kim Đề Thị được. Âm Vân Khang theo lời Trung Nhạc tới cách thánh địa Kim Đề Thị 3000 dặm liền vang chuông, tiếng chuông réo rắt du dương chuyển đi thật xa. Qua không bao lâu, thần quang ngập trời từ trong thánh địa của Kim Đề Thị chậm rãi dâng lên, giống như một đạo trường hồng từ xa xa kéo dài tới, một đường chảy tới phía dưới bảo lễn chư thiên Hắc Kỳ Lân. Vô số thần ma đạp trên trường hồng tiến ra nghênh tiếp. Kim Côn cười vang, hắn nói, phu thê Dịch tiên sinh, đại giá quang lâm, trên dưới Kim Đề Thị không khỏi vui mừng, Dịch tiên sinh mời. Đám thần ma đứng sừng sững hai bên đạo trường hồng, đạo âm du dương biến thành một bài thần khúc. Mấy con Hắc Kỳ Lân kéo theo bảo liễn từ từ tiến vào thánh địa Kim Đề Thị. Tại Tiên Thiên Cung, Tiên Thiên Đế Quân sai người triệu Tử Quang Quân Vương tới, đưa cho Tử Quang Quân Vương một phần tình báo nói, Tử Quang, ngươi xem đi. Tử Quang Quân Vương đón lấy tình báo nhìn lại, thoáng ngẩn người rồi bật cười nói,
Dịch tiên sinh vậy mà đã đi thiên hà, lại thành thân với thiên nữ Âm Khang Thị, đã trở thành cô gia của Âm Khang Thị sao? Thủ đoạn của hắn thật lợi hại. Tiên Thiên Đế Quân khẽ cau mày nói: Ngươi chọc giận hắn, hiện tại hắn chạy tới Âm Khang Thị cưới hòn ngọc quý của Âm Khang Thị, không muốn trở về nữa rồi, hiện tại phải làm gì đây? Đế Quân không cần ưu phiền. Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói: Trước lạnh nhạt với hắn mấy ngày, nếu hắn muốn kiến công lập nghiệp, tự nhiên sẽ ngoan ngoãn trở về. Đột nhiên lại có thần ma báo lại dâng lên tình báo. Tiên Thiên Đế Quân mở ra xem, lại đưa tình báo cho Tử Quang Quân Vương, mỉm cười nói: Hiện tại ngươi nói thế nào đây? Tử Quang Quân Vương lại ngẩn ra, chỉ thấy trên tình báo nói lại chuyện tình Trung Nhạc và Âm Phần Huyên đánh bại đám người Thiên Huyền Tử, Tương Tôn Công. Hai vợ chồng được công nhận là đệ nhất thần minh, đám người Văn Ngọc Điện Hạ ra sức lôi kéo. Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói: Đế Quân, hắn là muốn mượn chuyện này trở thành bàn đạp để mà tiến thân. Trước không cần để ý tới hắn, nếu tới mời hắn, hắn tất nhiên sẽ áp chế Đế Quân, thu lấy càng nhiều chỗ tốt hơn. Tiên Thiên Đế Quân cau mày nói: Ta lo lắng hắn sẽ bị những thế lực khác lung lạc mất thôi. Hiện tại hắn đã là cô gia của Âm Khang Thị. Âm Khang Thị chính là đế tộc, mặc dù nay không bằng xưa, nhưng vẫn như cũ không phải tầm thường. Trọng dụng hắn là chuyện tất nhiên. Tử Quang Quân Vương nói: Hiện tại mời hắn trở về, hắn tất nhiên sẽ kiêu ngạo bức người. Lại qua 2 tháng, Tiên Thiên Đế Quân lại sai người triệu Tử Quang Quân Vương tới nói: Dịch tiên sinh đã đi Kim Đệ Thị, thần ma Kim Đệ Thị nghênh tiếp 3000 dặm. Tử Quang, ngươi nói thế nào đây? Tử Quang Quân Vương ngẩn ngơ, cười lạnh nói: Dịch tắc hai lòng ba giá, hiện tại muốn đầu nhập vào Kim Đệ Thị sao? Tiên Thiên Đế Quân lắc đầu nói: Hắn chỉ lưu lại Kim Đệ Thị 10 ngày, sau đó đã đi Chu Tương Thị. Tử Quang Quân Vương lại ngẩn ngơ, lúng ta lúng túng nói: Vậy lại nhìn thêm mấy ngày nữa vậy? Lại qua thêm nửa tháng, Tiên Thiên Đế Quân lại triệu hắn tới, lên tiếng: Chu Tương Thị nghênh tiếp hắn ngoài 3000 dặm, thanh thế cực kỳ long trọng. Tử Quang, ngươi nghĩ như thế nào? Tử Quang Quân Vương nhắm mắt nói: Dịch gian ba đời nghịch tặc, hắn tự cho mình là kỳ tài, chuẩn bị hàng bán ba nhà, không có nửa điểm trung tâm với Đế Quân. Tiếp qua nửa tháng, lại có tin tức chuyển tới. Tiên Thiên Đế Quân nói: Hắn đi Đề Đính Thị, trang diện Đề Đính Thị nghênh tiếp còn long trọng hơn so với Chu Tương Thị. Dịch nghịch, hàng bán 4 nhà, đầu cơ tích chữ, hành vi đáng giết mà. Tử Quang, Trung Ương Thị cũng là dùng đại lễ đối đãi với hắn. Lão tộc trưởng Trung Ương Thị đích thân tiếp kiến hắn, nói tất xưng hắn là tiên sinh. Dịch tắc hàng bán 5 nhà, Trung Ương Thị chỉ là nhìn ở thế lực của Âm Khang Thị, cũng không phải hắn thật sự là có tài năng. Đế Quân an tâm một chút cho nóng vội, hắn tất sẽ ngoan ngoãn trở về. Cuối cùng Tiên Thiên Đế Quân rốt cuộc cũng ngồi không yên, triệu Tử Quang Quân Vương tới nói: Tử Quang, tên dịch tặc, dịch gian, dịch nghịch, đầu cơ tích chữ này, hiện tại sau khi đã đi qua hơn 20 cái đế tộc, lại muốn đi Đế Minh Thị rồi. Sau khi đi Đế Minh Thị, hắn sẽ đi Thiên Đình rồi. 24 đế tộc đối với hắn đều là dùng đại lễ đối đãi cả. Nếu ta vẫn như cũ ngồi yên đợi hắn trở về, vậy cũng sẽ không đợi được nữa rồi. Hắn đi Đế Minh Thị ngược lại cũng không có gì, đi tới Thiên Đình chính là có đi không về. Thiên Đế làm sao có thể thả hắn rời đi đây? Ngươi nói bây giờ nên làm thế nào cho phải đây? Tử Quang Quân Vương không còn nóng nảy như những lần trước nữa, thử dò xét hỏi: Vậy Đế Quân cho rằng nên làm như thế nào? Tiên Thiên Đế Quân nói: Hắn là do ngươi chọc giận bỏ đi, tự nhiên là ngươi mời hắn về rồi. Tử Quang Quân Vương nhất thời đau đầu, lên tiếng: Ta đi mời hắn chỉ sợ hắn không chịu trở về, không chừng còn muốn châm chọc khiêu khích ta nữa kìa. Chuyện này còn xin Đế Quân phối hợp, còn cần ý kỳ đứng ra mới được. Tiên Thiên Đế Quân mỉm cười nói: Người sớm biết có ngày hôm nay, khi đó cần gì đi chọc giận hắn đấy. Tử Quang Quân Vương có chút thẹn thùng, nghiêm mặt nói: Ta vốn không biết năng lượng của hắn lại lớn tới như vậy. Hiện tại hắn khuấy động phong vân đế tinh mới biết cái danh tiên sinh này hoàn toàn xứng đáng. Nếu hắn có thể toàn tâm toàn ý phụ tá Đế Quân, đại sự của Đế Quân liền có thể thành. Chỉ là ta vẫn như cũ lo lắng hắn có mưu đồ khác kìa.
lại nói: Bảo Liễn Chư Thiên Hắc Kỳ Lân từ từ tiến về phía lãnh địa của Đế Minh Thị. Trên Bảo Liễn, Âm Vân Khang đầy mặt vinh quang. Mấy ngày nay, vị lão ma hoàng này được các đại đế tộc dùng đại lễ tiếp đãi, đã gặp qua không biết bao nhiêu cường giả, trong đó thần hoàng ma hoàng đều là bình thường. Quan trọng nhất chính là cũng không thiếu tạo vật chủ xưng huynh gọi đệ với hắn, thảo luận đạo pháp thần thông với hắn, có thể nói là cực kỳ vinh quang. Lần này Trung Nhạc gióng trống khua chiêng, lần lượt bái phỏng 24 đế tộc. Âm Phiền Huyên đã chuẩn bị rất nhiều lễ vật, đều là chân bảo lấy được từ thiên hà. Tặng ra những lễ vật này, các tộc cũng trả lại lễ vật, thu hoạch có chút kinh người. Thậm chí so với lễ vật của bọn họ mang tới còn quý trọng hơn, còn nhiều hơn. Đây cũng là một khoản tài phú kinh thiên. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên ngồi ở bên trong thùng xe, hai vợ chồng đều đang tiến hành tu luyện. Âm Phiền Huyên mở mắt ra quan sát Trung Nhạc. Mấy năm nay trên đường bái phỏng các đại đế tộc, Trung Nhạc cũng vẫn không ngừng chuyên cần. Hiện tại đã tu thành ba loại đại đạo: Tiên Thiên Thái Dương, Tiên Thiên Thái Âm, Tiên Thiên Lôi Đình. Khí tức càng lúc càng thâm thúy, tu vi cũng là tăng nhiều. Mà trong thời gian mấy năm nay, Âm Phiền Huyên cũng đã đạt tới cảnh giới thần minh viên mãn, đột phá thiên thần cũng là dễ như trở bàn tay. Tiên Thiên Thần Đạo và Tiên Thiên Ma Đạo có chút khó có thể đột phá, so với dữ liệu của ta còn gian khổ hơn rất nhiều. Trung Nhạc mở mắt ra, khẽ nhíu mày suy tư nói: Không thể tu thành hai loại đại đạo tiên thiên này, tiên thiên dịch khí sẽ không thể đại thành. Luyện thành tiên thiên dịch đạo chỉ là hai đạo thần ma, đồ vật bao quát trong đó thật sự rất nhiều, quá phức tạp, có chút khó có thể thành tựu. Tân Hóa, người có biện pháp nào luyện thành hai loại đại đạo này hay không? Tân Hỏa bình thản nói: Xem Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế kìa. Sao? Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế sao? Trong lòng Trung Nhạc chấn động một cái, Tân Hỏa tiếp tục nói: Tiên Thiên Thần Đạo, Tiên Thiên Ma Đạo bao quát quá nhiều, bao quát vạn tướng. Nghĩ muốn thành tiểu nhất định phải xem đế, mà muốn thành tiểu tiên thiên thì cần phải xem Tiên Thiên Thần Đế, Tiên Thiên Ma Đế, nghiên cứu bọn họ mới có thể khiến cho hai đạo thần ma của ngươi nhanh chóng thành tựu tiên thiên. Tiên Thiên Thần Đế ta thật ra là nhận thức một vị, chính là thần hậu nương nương, nhưng đi nơi nào thì một vị Tiên Thiên Ma Đế đây? Trung Nhạc suy tư, trong lòng đột nhiên khẽ động: Mục Tiên Thiên rốt cuộc là tiên thiên thần hay là tiên thiên ma thần đây? Cô gia, tiểu thư, sắp tới lãnh địa của Đế Minh Thị rồi. Bên ngoài vang lên thanh âm của Âm Vân Khang. Trung Nhạc nhìn về phía Âm Phiền Huyên, mỉm cười nói: Tử Quang Quân Vương và nhân mã của Tiên Thiên Cung sắp tới rồi. Âm Phiền Huyên nghi hoặc hỏi: Người như thế nào, liệu định Tử Quang Quân Vương sẽ tới vậy? Nếu hắn không tới thì sao? Trung Nhạc cười vang nói: Nếu hắn không tới, vậy ta liền đến Đế Minh Thị, tương lai tiến vào Thiên Đình, phong hầu bái tướng trong Thiên Đình, toàn lực phụ tá Thiên Đế, tiêu diệt Tiên Thiên Cung, bắt sống Tử Quang tiểu nhi. Âm Phiền Huyên thoáng ngẩn người, đột nhiên từ thiên ngoại chợt vang lên thanh âm buồn bực nói: Dịch tiên sinh, vì sao lại đại nộ như vậy? Người muốn bắt sống ta làm gì chứ? Tử Quang tới đây nghênh tiếp tiên sinh hồi cung. Trung Nhạc khẽ mỉm cười, ngồi ở trong xe hỏi ngược lại: Tiên Thiên Cung thì liên quan gì tới ta? Sao ta lại phải trở về? Thanh âm Tử Quang Quân Vương vang lên nói: Tử Quang tới đây bồi tối, còn xin tiên sinh rời bước đi ra khỏi Bảo Liễn. Y Kỳ, người cũng giúp ta nói tốt mấy câu đi. Bên ngoài vang lên thanh âm của Viêm Hoàng Khương Nghi Kỳ có chút buồn chán nói: Dịch tiên sinh, Tử Quang sư huynh chân tâm thành ý bồi tối, người ít nhiều gì cũng đi ra nhìn hắn một chút đi. Trung Nhạc yên lặng không đáp, cùng Âm Phiền Huyên cất bước đi ra khỏi Bảo Liễn. Chỉ thấy Tử Quang Quân Vương xuất lĩnh đám thần ma của Tiên Thiên Cung, thậm chí ngay cả tiểu công chúa Mục Khanh Tuyền cũng mang tới đây. Tất cả mọi người đều không lưng đứng đấy, đứng trước Bảo Liễn, bộ dáng vô cùng lễ kính. Trung Nhạc lắc đầu nói: Tử Quang tiên sinh, cần gì vẽ vời thêm chuyện như vậy? Người đố kỵ tài năng của ta, một lòng nghĩ muốn đánh đuổi ta, thậm chí không tiếc cám động sát tâm, ta sao có thể không biết được? Hiện tại ta nổi danh khắp thiên hạ, 24 đế tộc thịnh tình tương thính, ưng thuận, rất nhiều chỗ tốt, đều cao hơn Tiên Thiên Cung rất nhiều. Thay vì lưu lại Tiên Thiên Cung ngày đêm lo lắng bị người mưu hại, không bằng đơn giản đi ra ngoài. Thiên hạ to lớn nơi nào không phải là địa phương ta lập thân đây? Hơn nữa Thiên Đế bệ hạ chiêu hiển đại sĩ, ta cần gì phải lưu lại Tiên Thiên Cung đây?
Tử Quang tiên sinh, người nghĩ thế nào? Tử Quang quân vương cười ha hả một tiếng, rồi không người nói. Học được đổ long kỹ, hàng bán đế hoàng gia, đã gọi là đổ long kỹ, chém giết tự nhiên chính là thiên tử. Ta và ngươi đều có đổ long kỹ, không chém giết thiên tử, sao có thể thi triển hoài bão trong lòng được đây? Dịch tiên sinh, người nghĩ thế nào? Lời này của hắn vừa ra, sắc mặt đám người đều biến. Lời này đại nghịch bất đạo, nào chỉ là tạo phản, quả thật chính là muốn lật trời. Tuy nói âm Phần Huyên, âm Vân Khang từ lâu đã biết tiên thiên đế quân có lòng không thần phục thiên đế, nhưng lúc này nghe Tử Quang quân vương đích thân nói ra, vẫn là có cảm giác vô cùng rung động. Mà đám người Mục Khanh Tuyền mặc dù cũng biết tiên thiên cung và thiên đế không hợp nhau, nhưng nghe Tử Quang quân vương một câu, một cái đổ long, cũng cảm thấy màng tai ong ong chấn động. Trung Nhạc bất động thanh sắc nói: Lương Cầm chọn canh mà đấu, Hiền Thần chọn chủ phụng sự. Tiên thiên đế quân tin lời gièm pha của ngươi, không phải là một lương chủ, ngược lại thiên đế chiêu huyền đại sĩ thật ra là một lương chủ. Tử Quang quân vương than thở: Ta mặc dù có chút nghi kỵ đối với ngươi, nhưng đế quân lại nhiều lần tán dương ngươi. Đế quân đối với ngươi chính là vạn phần coi trọng, lần này cũng là đế quân lệnh cho ta tới đây buổi tối, như vậy còn không phải là lương chủ hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn đế quân tự mình tới mời ngươi mới tính là lương chủ sao? Nếu đã như vậy, cho mời đế quân. Hắn không người đứng đấy, tiên thiên đế quân từ trong hư không cất bước đi ra, hòa nhã nói: Dịch Khanh, giữa ngươi và Tử Quang chỉ là tranh chấp nho nhỏ, mà thiên hạ mới chính là đại tranh đấu. Ngươi là cánh tay trái của ta, Tử Quang là cánh tay phải của ta, lo gì không thể đổ long đấy. Dịch Khanh, theo ta trở về đi thôi. Trong mắt Trung Nhạc lóe lên thần sắc cảm động, thần sắc đột nhiên khôi phục lại bình thường nói: Đế quân, ta muốn có quyền hành, không bị Tử Quang quản chế. Được, cho ngươi. Tiên thiên đế quân mỉm cười nói: Từ nay về sau, ngươi là tả quân vương của tiên thiên cung, Tử Quang là hữu quân vương, cũng là song quân vương. Trung Nhạc nói: Ta muốn cầm quân, 8.000 phục khi không đủ. Tiên thiên đế quân mỉm cười nói: Cho ngươi, ngươi có thể tuyển nhận thần ma, tự lập thành quân. Dưới chúng ta có 3.000 thần tộc, ma tộc, toàn bộ tùy ngươi chọn lựa. Gia nhập vào đại quân tiên thiên cấm quân. Trung Nhạc lại nói: Ta muốn ba đại chư thiên nhất đẳng cùng với cơ duyên nhất đẳng bên trong chư thiên. Tử Quang quân vương khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi. Tiên thiên đế quân mỉm cười nói: Được, cho ngươi. Tử Quang quân vương thấp giọng nói: Đế quân có hơi quá. Tiên thiên đế quân mỉm cười nói: Không quá đáng. Dịch Khanh thân là cô gia của đế tộc Âm Khang Thị, bảo bối gì mà không có đây. Chỉ riêng trên chiếc bảo lễ này đã có 3 tòa chư thiên. Cấp cho Dịch Khanh 3 tòa chư thiên nhất đẳng vẫn là đã ủy khuất Dịch Khanh rồi. Ta còn lo lắng Dịch Khanh có thể sẽ không vừa mắt nữa kìa. Tử Quang quân vương nhìn về phía chiếc bảo lễ chư thiên Hắc Kỳ Lân kia, quả nhiên nhìn thấy 3 tòa chư thiên khảm nạm trên mui xe, trong lòng chấn động. Chiếc bảo lễ này thật sự xa hoa, thời điểm đối địch chỉ cần thúc giục 3 tòa chư thiên, tạo vật chủ thông thường cũng khó có thể xâm phạm. Âm Khang Thị quả nhiên tài lực mạnh mẽ mà. Trung Nhạc lướt nhìn Âm Phiền Huyên một cái nói: Ta là ta, nội tứ là nội tứ, gia tộc của nội tứ không quan hệ gì với ta, cũng không quan hệ với tiên thiên cung. Ta cũng không mang theo Âm Khang Thị đầu nhập vào đế quân. Tiên thiên đế quân khẽ nhíu mày, nhưng Tử Quang quân vương đã chuyển âm nói: Đế quân hãy cho phép hắn, chỉ cần hắn chịu trở về tiên thiên cung, Âm Khang Thị mặc dù không phải là thế lực của tiên thiên cung ta, không giúp đỡ tiên thiên cung, nhưng cũng sẽ giúp đỡ cô gia của Âm Khang Thị. Đế quân, người nhìn xem, Âm Khang Thị đã có chân rồi. Tiên thiên đế quân nhìn về phía hai chân của Âm Phần Huyên và Âm Vân Khang, nhất thời tỉnh ngộ, gật đầu mỉm cười nói: Được, cho phép ngươi. Dịch Khanh, ngươi còn yêu cầu gì nữa không? Một yêu cầu cuối cùng, nếu đế quân đồng ý, ta liền trở về tiên thiên cung. Trung Nhạc trầm ngâm trong chốc lát nói: Ta muốn quan sát chân thân của đế quân tu thành đại đạo tiên thiên thần ma. Tiên thiên đế quân và Tử Quang quân vương nhất tề nhíu mày. Tiên thiên đế quân nhìn về phía Tử Quang, Tử Quang khẽ lắc đầu: Dịch Khanh có thể đổi một điều kiện khác hay không? Tiên thiên đế quân dò hỏi. Trung Nhạc lắc đầu nói:
Ta bị khốn tại cảnh giới thần minh, cho tới bây giờ vẫn chưa luyện thành đại đạo tiên thiên thần ma, không thể viên mãn được. Nếu hiếu quân vương của đế quân chỉ là một tôn thần minh, mặt mũi của đế quân cũng sẽ khó coi. Tiên thiên đế quân nhíu chặt cặp mày, trầm ngâm không thể quyết định. Xem chân thân của hắn có khả năng tiết lộ bí mật của hắn, mà loại tiết lộ này có thể là chí mạng. Tiên thiên thần ma hiển nhiên cường đại, nhưng đều là ứng đạo sinh ra, rất khó nhảy ra rào cản trói buộc của đại đạo bản thân. Ví dụ như tiên thiên thần sinh ra trong thái dương, nếu bị người khác nhìn thấu xuất thân, sẽ có thể dùng đại đạo đối ứng để phá tiên thiên thần thể của hắn. Đương nhiên, tiên thiên thần ma cực kỳ cường đại, nghĩ muốn khắc chế bọn họ cũng là muôn vàn khó khăn, nhưng cũng không phải là không có khả năng. Trung Nhạc muốn xem chân thân của hắn, cho dù là tiên thiên đế quân cũng không thể không cân nhắc đắn đo. Đế quân, những chuyện khác đều có thể đáp ứng, duy nhất chỉ có việc này là không thể. Tử Quang Quân Vương thấp giọng nói, tiên thiên đế quân lại trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi nói. Nếu Dịch Khanh muốn đột phá, ta sao có thể không thành toàn? Dịch Khanh, ta cho phép người xem chân thân của ta. Cặp mày Tử Quang Quân Vương nhíu chặt, Trung Nhạc thì lại thở phào nhẹ nhõm, khom người nói. Tham kiến bệ hạ. Tiên thiên đế quân nâng hắn đứng dậy, mỉm cười nói. Dịch Khanh, hiện tại ngươi có thể cùng ta hồi cung được rồi chứ? Không thể. Trung Nhạc mỉm cười nói. Bệ hạ đoạn hậu. Tiên thiên đế quân thoáng ngẩn người, Tử Quang Quân Vương đã mỉm cười nói. Trên đường chúng ta hồi cung tất có chặn giết. Thiên đế và đế minh thị tuyệt không cho phép Dịch tiên sinh trở lại tiên thiên cung. Tiên thiên đế quân nhất thời tỉnh ngộ, mỉm cười nói. Được, hai vị ái khanh đều là trợ thủ đắc lực của ta, ta được hai vị tất sẽ được thiên hạ. Hắn cười ha hà một tiếng, ẩn nấp vào trong hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Trung Nhạc lại nhìn về phía Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên mỉm cười nói. Vân Khang Thúc, ngươi mang theo bảo liên trở về đi, nói cho phụ thân ta biết ta theo phu quân đi tới tiên thiên cung rồi. Âm Vân Khang vội vàng nói. Cái này sao có thể được? Chiếc bảo liên này là của hồi môn của tiểu thư, bảo vật trong xe cũng là của hồi môn của tiểu thư. Có như vậy, gả tới nhà bên chồng sẽ không bị nhà bên chồng khinh thường. Ta một mình trở về là được rồi. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, tế ra Âm Thập Huyền. Hắn mỉm cười nói. Vân Khang thúc phụ, ngươi mang theo Thập Huyền trở về đi. Âm Vân Khang nhìn thấy Âm Thập Huyền, nhất thời kinh ngạc không thôi, thất thanh nói. Cô già đã cứu được Thập Huyền trở về từ khi nào vậy? Âm Phiền Huyền cũng là nghi hoặc không thôi, không biết Trung Nhạc cứu ra Âm Thập Huyền từ lúc nào. Mấy năm nay Trung Nhạc cũng không có phóng xuất Âm Thập Huyền, chính là lo lắng sẽ bị bọn họ đoán được là kẻ nào đã bắt cóc Âm Thập Huyền. Tới hiện tại hắn mới phóng xuất vị thiên tài của Âm Khang Thị này ra. Âm Thập Huyền hồi tỉnh lại, đầu óc vẫn là mờ mịt, mơ mơ màng màng, không biết vì sao chính mình lại xuất hiện ở nơi đây. Hai chân của hắn vẫn là đuôi cá, Trung Nhạc vẫn chưa mở ra phong ấn huyết mạch của hắn. Âm Phần Huyền vội vàng tra hỏi những kinh lịch của hắn. Âm Thập Huyền cố gắng hồi ức lại những ký ức từ thiên hà xông lên bờ, hắn vẫn còn nhớ rõ. Nhưng sau khi xông lên bờ đã xảy ra chuyện gì hắn lại không nhớ gì cả. Có mấy năm ký ức của hắn đã biến mất, vô cùng quỷ dị. Người đã bị một tên điên áo trắng bắt cóc đi. Âm Vân Khang nói. Mất tích rất nhiều năm, nhờ có cô gia cứu ngươi trở về. Âm Thập Huyền không ngừng cảm ơn Trung Nhạc. Âm Vân Khang thấy tinh thần của hắn vẫn có chút hoảng hốt, mang theo hắn quay về thiên hạ Chi Châu. Ta tới đánh xe cho tiên sinh buổi tối. Tử Quang Quân Vương ngồi trên càng xe, mỉm cười nói. Trung Nhạc và Âm Phần Huyền leo lên bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân. Bảo liễn lập tức xuất phát chạy về tiên thiên cung, mà đám người tiểu công chúa Mục Khanh Tuyền thì đi theo bên cạnh xe. Bảo liễn vừa mới chạy ra khỏi lãnh địa Đế Minh Thị, đột nhiên thần quang ngập trời hàng lâm. Văn Ngọc Điện Hạ xuất lĩnh đám thần ma Đế Minh Thị xuất hiện trước bảo liễn. Trung Nhạc bước ra bảo liễn nhìn lại. Văn Ngọc Điện Hạ khom người cười nói. Tiểu vương nhận được tin tức tiên sinh sắp sửa quang lâm Đế Minh Thị ta, vì vậy nhất mực cung kính chờ đợi đại giá. Sao tiên sinh đã tới nơi lại không vào vậy, để cho tiểu vương chờ đợi uổng phí một trận. Trung Nhạc chắp tay khách khí nói. Điện hạ chớ trách tôi, ta được đế quân quan tâm đích thân mời về, không thể đi gặp điện hạ được rồi. Văn Ngọc Điện Hạ khẽ nhíu mày than thở. Tiên sinh có chí riêng của tiên sinh, tiểu vương không dám miễn cưỡng, chỉ mong tương lai thời điểm gặp lại còn có thể lưu lại một tia nhân tình.
Điện hạ khách khí rồi. Trung Nhạc nhìn về phía đám thần ma sau lưng Văn Ngọc Điện Hạ, chỉ thấy thần hoàng ma hoàng, tạo vật chủ cũng không phải số ít. Đám cường giả này ai nấy cũng đều đang dục dịch xuất động. Ánh mắt Văn Ngọc Điện Hạ rơi xuống chân người Tử Quang Quân Vương đang đánh xe, khẽ ho khan một tiếng rồi nói: "Nhường đường, không được cản đường của tương sinh." Đám thần ma đế minh thị nhận lệnh nhường ra một con đường. Trung Nhạc chắp tay cảm ơn, quay vào trong bảo liễn. Chiếc bảo liễn chư thiên hắc địa lân nhanh chóng đi xa. Điện hạ, Dịch tiên sinh trở lại Tiên Thiên Cung, sợ rằng Mục Tiên Thiên sẽ có thêm một cánh tay đắc lực, thậm chí Âm Khang Thí cũng sẽ đầu nhập vào chỗ hắn. Một tôn tạo vật chủ khẽ nhíu mày nói: "Sao chúng ta lại không..." Văn Ngọc Điện Hạ lắc đầu nói: "Tử Quang đang ở bên cạnh hắn, không tiện hạ thủ. Tử Quang Quân Vương kẻ này đa mưu túc trí, nếu chúng ta tùy tiện động thủ, hơn phân nữa sẽ trúng kế của hắn ta, sợ rằng tất cả đều sẽ chết ở nơi này. Trở về mời bệ hạ định đoạt." Chư thần xưng vâng đi theo hắn trở về đế minh thị. Bảo lễ một đường tiến về phía trước, còn chưa đi ra đế tinh, đột nhiên chỉ thấy quang vũ ngập trời rơi là tả xuống. Đám người bên cạnh xe ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong hư không chút xuống từng mảnh thần quang, lúc sáng lúc tối, mơ hồ còn có thanh âm oanh minh vang lên. "Tiếp tục đi." Tử Quang Quân Vương quát lớn, đám người vây quanh bảo liễn tiếp tục lên đường. Chỉ thấy đám quang vũ kia không ngừng rơi xuống, sâu bên trong hư không từng đám quang mang đủ loại màu sắc không ngừng phá vỡ hư không. Ngẫu nhiên còn có từng cỗ thân thể to lớn phá vỡ không gian. Chỉ vừa mới hiện ra chút bóng dáng tay chân liền đã bị lôi ngược trở về. Lại đi thêm hơn nửa ngày, đột nhiên một cái đầu thật lớn từ trong hư không rơi xuống, lăn lông lốc trong tinh không, biến thành một quả tinh cầu thiêu đốt bay đi xa. Tiếp theo trên thiên không lại có tay cụt chân cụt rơi xuống, sau đó là một cỗ thân thể không đầu không tay không chân. Nhắc tới cũng kỳ quái, đám tay cụt chân không trung kia không ngừng bò tới bò lui, bò tới chỗ cỗ thân thể kia bắt đầu lắp ráp lại. Kết quả tay chân gắn nhầm chỗ, một cái chân gắn lên trên cổ, một cánh tay gắn lên trên đùi, chỉ là không có cái đầu. Cỗ thân thể không đầu này dùng cả tay lẫn chân một đường điên cuồng lổm nhổm bò đi xa, trên không trung khôi phục lại bình thường. Lại qua thêm mấy ngày nữa, thiên địa đột nhiên một mảnh hôn ám, không nhìn thấy thiên tinh, không nhìn thấy nhật nguyệt. Trên không trung xuất hiện một tấm bạch phiên mang theo một đóa quỷ hỏa bay tới bay lui, không ngừng vây quanh chiếc bảo liễn. Tiếp theo càng nhiều tấm bạch phiên nữa bay tới, nhiều vô số kẻ bạch phiên dưới sự chiếu rọi của quỷ hỏa không ngừng bay lượn xung quanh chiếc bảo liễn. Không trung còn vang lên từng tràng quỷ khóc thần gào vô cùng bi thương. Ngay cả đám lão quỷ của thiên đình cũng đều xuất động rồi. Dịch tiên sinh, xem ra thiên đế vô cùng là xem trọng ngươi. Tử Quang Quân Vương lộ ra thần sắc kinh ngạc, nói với Trung Nhạc ở trong xe. Trung Nhạc đẩy cửa sổ xe ra nhìn lại, chỉ thấy quỷ hỏa tầng tầng, bạch phiên quanh quẩn. Trong bóng tối, mơ hồ có mấy đạo thân ảnh đang tranh phong, nhưng động tĩnh so với chàng chiến đấu cách đây không lâu thì nhỏ bé hơn nhiều. Chàng chiến đấu này lặng yên không một tiếng động, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh bay lượn giao thoa trong bóng đêm, nhưng không có bất luận quang mang thần thông và uy năng gì truyền ra, không có bất cứ động tĩnh gì. Qua một lúc lâu, đột nhiên đám bạch phiên và quỷ hỏa nhao nhao bay đi, biến mất không còn, thiên địa cũng khôi phục lại thanh minh. Tử Quang Quân Vương, vừa rồi đó là... Âm Phiền Huyên nghi hoặc hỏi. Đó là Hữu Thiên Thừa của thiên đình, quỷ sư quỷ U Minh, năm xưa chính là quân sư của thiên đế. Tử Quang Quân Vương mỉm cười nói. Kẻ bị chém đầu lúc trước kia là thiên đỉnh binh bá đại nguyên soái Thuần Vũ Uy Vương. Hai người bọn họ một văn một võ là trọng thần của thiên đế. Thiên đế bình thường sẽ không dễ dàng xuất thủ. Sau khi dọn dẹp xong quỷ U Minh và Thần Vũ Uy Vương, con đường phía trước hẳn là sẽ bình tĩnh hơn nhiều rồi. Bảo liễn tiếp tục tiến lên, trải qua mấy tháng, lúc này mới về tới Tiên Thiên Cung. Còn cách Tiên Thiên Cung hơn vạn dặm, đã thấy Tiên Thiên Đế Quân xuất lĩnh các lộ chư hầu, thần hoàng, tạo vật, thiên chủ của Tiên Thiên Cung cùng với rất nhiều thái tử công chúa tới đây đón chào, thanh thế vô cùng to lớn. Tử Quang Quân Vương thấy thế, trong lòng thầm nghĩ: sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước liền không bức hắn đi rồi. Hiện tại đế quân đối với hắn càng trọng dụng hơn, cái tên gian thần này tất nhiên là sẽ càng ngông cuồng ngang ngược hơn rồi. Trung Nhạc đi ra khỏi bảo liễn, bộ dáng nơm nớp lo sợ,
lời nói và việc làm không hề mích lòng ai, bộ dáng không chút ngông cuồng ngang ngược. Tử Quang Quân Vương hừ khẽ một tiếng, cảm thấy cái tên này càng gian trá hơn, hành vi cử chỉ vô cùng đáng ghét. Trung Nhạc trở lại Tiên Thiên Cung, Tiên Thiên Đế Quân hạ chỉ phong Trung Nhạc làm Tả Quân Vương, ban thưởng thánh địa Tấn Vân, ba tòa chư thiên nhất đẳng cùng vô số con dân các tộc. Trung Nhạc cung kính tạ ơn, xưng là Dịch Quân, ngang vai ngang vế với Tử Quân, được Tiên Thiên Đế Quân xem là phụ tá đắc lực. Trung Nhạc chỉnh đốn thánh địa Tấn Vân, triệu 8.000 phục khí tới, trấn thủ ba tòa chư thiên, lưu lại trong bí cảnh nhất đẳng tu luyện, khai phá cơ duyên nhất đẳng, lại để cho 9 vị thủ lĩnh phục khí bọn xích tùng đi tới thánh địa các thần tộc, ma tộc dưới trướng Tiên Thiên Đế Quân, tuyển chọn nhân tài tinh nhuệ, xây dựng bát quân dưới trướng gồm Càn Quân, Khảm Quân, Chấn Quân, Tốn Quân, Cấn Quân, Ly Quân, Khôn Quân và Đài Quân. Đám thủ lĩnh phục khí bọn xích tùng bái Trung Nhạc làm chủ công, xưng Âm Phiền Huyên làm chủ mẫu, bắt đầu cắm rễ phát triển trong thánh địa Tấn Vân.